Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các chị em sản phẩm tinh chất Glass Freshly Dual Vitamin Drop. Sự tuyệt vời của em này chính là món quà quý báu mà mình đặc biệt muốn gửi đến cho chị em. Cùng tìm hiểu xem em này xuất sắc đến khó tin như thế nào nhé. Thương hiệu làm nên sản phẩm. Vậy bạn đã biết gì Glass chưa nhỉ? Dear Glass là thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn Reese Company, phân phối chủ yếu bằng hình thức thương mại điện tử qua website reese.com. Glass được biết đến là một thương hiệu chăm sóc da có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Được biết đến với những sản phẩm nổi tiếng với độ lành tính cao, không kén da người dùng, các dòng mỹ phẩm chăm sóc da của Glass không chỉ được ưa chuộng mà còn được đông đảo giới làm đẹp Việt Nam đánh giá cao. Bên cạnh đó thì Glass cũng có nhiều dòng sản phẩm tiêu biểu như toner, kem dưỡng. Và bây giờ là Freshly Dual Vitamin Drop, một sản phẩm không quá rầm rộ nhưng lại là sản phẩm được rất nhiều tín đồ làm đẹp khá ngóng trông. Cùng mình khám phá xem em này thần kỳ như thế nào nha. Thiết kế sản phẩm. Nhìn em này ở xa thôi thì đã thấy em rất tỏa sáng rồi. Với thiết kế vỏ chai thủy tinh màu trong suốt, trên thân đính kèm nhãn lấp lánh, trông rất thanh lịch và sang trọng. Sản phẩm có dung tích 35ml với phần nắp có vòi bơm, mang đến sự tiện lợi cho người dùng. Dung tích thế này so với một lọ serum thì mình thấy em này đã đạt ở trình độ cao rồi các nàng ạ. Freshly Dual Vitamin Drop có mức giá khá hợp lý cho chị em châu Á chúng mình, từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng một sản phẩm. Thành phần sản phẩm được nghiên cứu với các công dụng để điều trị về tình trạng da như thâm mụn, da xỉn màu, thiếu sức sống. Tinh chất Glass Freshly Dual Vitamin Drop sở hữu bảng thành phần không thể nào không xuất sắc được. Ascorbic acid 5% là dẫn xuất gần giống với vitamin C tự nhiên và cũng là dạng mạnh nhất trong các nhóm dẫn xuất của vitamin C. Ascorbic acid 5% có tác dụng làm mờ thâm, sáng da, mờ nếp nhăn và giúp tăng cường sản sinh collagen cho da. Trong bảng công thức của nhà Glass thì ascorbic acid được sử dụng ở nồng độ 5%. Đây là phần trăm tương đối nhẹ và phù hợp cho người mới bắt đầu sử dụng vitamin C. Chiết xuất rau má, làm dịu da bị tổn thương, kháng khuẩn tốt hơn. Chiết xuất rau má, nếu như bạn chưa biết thì đây là dưỡng chất giúp ổn định, làm dịu da khi tiếp xúc với vitamin C ở nồng độ cao, đồng thời Senela cũng giúp da kháng khuẩn tốt hơn. Chiết xuất Iizu, bưởi chùm, đây đều là những thành phần lành tính và có chứa thành phần vitamin C tự nhiên. Sodium ascorbyl phosphate, SAP, không chỉ có thành phần chính là ascorbic acid, một dạng khác của vitamin C cũng có mặt trong em này, đó là SAP. SAP cũng có khả năng kích thích sản sinh collagen nhưng không bằng NAA, có công dụng hỗ trợ điều trị mụn và thâm nhanh chóng. Để em này được yêu thích và đánh giá cao thế này, nhà Glass đã luôn chú ý đến phương châm 300 cồn, không paraben, không màu nhân tạo. Công dụng thần kỳ: hỗ trợ làm mờ vết thâm do mụn, giúp dưỡng trắng da tự nhiên, duy trì, phục hồi và tái tạo biểu bì da mới, cho da luôn luôn rạng rỡ tươi trẻ với thời gian. Hỗ trợ xe kích lỗ chân lông, cung cấp độ ẩm cho da. Đồng thời sản phẩm cũng giúp duy trì độ ẩm trên da, cho da luôn mịn màng, sáng bóng. Chống sưng, chống viêm và kháng khuẩn cho những làn da bị mụn. Với tất cả các yếu tố trên, em nó đã chiều lòng các nàng chưa nhỉ? Nhấn vào link của chúng mình ở phần mô tả để đến mua hàng và nhận ngay những ưu đãi tốt nhất từ Tiki nhé.